Mazda là hãng xe biết chiều lòng khách hàng và không giới hạn sự lựa chọn với đầy đủ các phân khúc. Mỗi phân khúc có rất nhiều sự lựa chọn cho các phiên bản, động cơ và cả hệ thống dẫn động một cầu hoặc hai cầu, đặc biệt là mẫu SUV đỉnh bảng New Mazda CX-5. Xin chào quý vị và các bạn. Có thể nói là tại thị trường Việt Nam, Mazda luôn là cái thương hiệu dẫn đầu về cái sự đa dạng trong một cái dòng sản phẩm. Và không chỉ đa dạng về dòng sản phẩm thưa các bạn, mà còn đa dạng về giá cùng với các chương trình hỗ trợ khuyến mại cho khách hàng. Thật sự để nhớ hết được các phiên bản của CX-5 cùng với các mức giá bán thì xin phép tôi phải dở bảng giá ra. Đấy, tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn xem cái chính sách mới nhất của CX-5 về giá bán. Thưa quý vị và các bạn, thực sự là nghe xong mình không biết nói gì nữa. Rồi, 2.5 Signature Premium AVKD iActiv Sen giá bán tháng 6 là 1.149.000.000, nhưng trong tháng 7 này giảm tới 100.000.000 và chỉ còn 1.049.000.000 cho một mẫu xe có thiết kế đẹp như thế này. Động cơ 2.5, công nghệ iActiv Sen đầy đủ hết, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và theo sau đó còn rất nhiều cái tùy chọn mà các bạn có thể nhìn trên màn hình để biết được cái mức giá ưu đãi trong tháng 7 này. Và còn bất ngờ hơn nữa khi mà các bạn nghe cái thông tin này này, trong tháng 7 nhá, CX-5 2.0 bản Deluxe, vâng, 819.000.000. Kinh khủng không ạ? Quá kinh khủng. Mức giá cho một mẫu xe quá đẹp như thế này đúng không? Và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một thông tin này. Trong lần công bố giá bán mới gần đây thì Thaco đã ấn định giá bán của phiên bản 2.5 Signature Premium có giá bán bắt đầu ngang bằng với giá bán của phiên bản 2.0 Premium trang bị cao cấp. Vâng, quả thật đây là một bài toán khó với những khách hàng đang phân vân giữa cảm giác lái với dung tích động cơ lớn, hay các bạn sẽ lựa chọn cho mình một khối động cơ nhỏ hơn nhưng đầy đủ option. Còn với những người tài chính dư giả hơn thì không phải vân vân, vì phiên bản 2.5 lít Signature Premium AWD trong video ngày hôm nay sẽ chính là câu trả lời 2 trong 1, vừa giúp các bạn thỏa mãn đam mê chinh phục với một cảm giác lái phấn khích, vừa giúp bạn trải nghiệm những công nghệ tiên tiến hàng đầu ở trong phân khúc. Trong phân khúc, những chiếc xe crossover giá hơn 1 tỷ một chút, CX-5 lại có một cái lợi thế là dùng cái động cơ 2.5. Chỉ số về mặt lý thuyết, công suất là 188 mã lực và mô men xoắn cực đại là 252 Nm. Tuy nhiên chiếc xe này có cả chế độ Sport nữa. Ví dụ như tôi đang đi cái đường núi lên hướng lên Mộc Châu này nhá. Đấy, thì mình đang có rất nhiều xe phía trước này, mà đường mà thoáng, đấy mình bật Sport lên, mình vượt thì nó nhàn. Hệ thống hỗ trợ giữ làn thì mình chỉ cần bật sinh an thôi thì xe sẽ tự động là hiểu là ồ, bạn ấy đang muốn vượt, không dùng vô lăng nữa, không đỡ vô lăng nữa. Đó, nhàn không? Bây giờ mình thử vượt đấy ạ. Thì cái Sport này ở tốc độ từ 0 đến tầm 80 thì mình cảm nhận cái độ bốc nó rất rõ. Thì đây là một cái lợi thế của cái động cơ 2.5 không cần turbo. Nhưng mà đi cái đường dốc như thế này này thì các bạn sẽ cảm nhận thấy rõ được cái sự tối ưu của cái hệ thống iActiv AVKD. Thì cái hệ thống này nó sẽ phân bổ liên tục cái tỷ lệ truyền công suất giữa cầu trước và cầu sau tùy theo từng điều kiện, và nó là theo thời gian thực, tức là liên tục. Mà đâu đó cái tốc độ kiểm soát nó khoảng 200 lần trên giây. Các bạn có hình dung được không? 200 lần trên giây thì nó nhanh như thế nào? Đó, đó là người bạn của chúng ta, luôn luôn hỗ trợ chúng ta mỗi khi cua này, tốc độ cao này, đó, trên đường đèo dốc như thế này này. Thậm chí nếu như vào cái đường trơn trượt
thì chúng ta còn thấy rõ hơn. Chạy trên đường đèo này thì theo kinh nghiệm mình sẽ tắt cái hệ thống cảnh báo lệch làn đi và hỗ trợ giữ làn đi thì nó sẽ tiện hơn. Đấy, vượt lên vào làn. Rồi, khi mà chúng ta chạy trên những cái đường dốc như thế này nhá, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái hệ thống iActive AVKD dẫn động 4 bánh toàn thời gian ấy, nó tối ưu. Nó tối ưu về cái độ bám khi mà nó theo dõi cái góc lái của bạn này, cái vị trí cửa số này, nhiệt độ bên ngoài này, rồi gia tốc của xe này, rồi độ trượt của bánh xe này, rồi vân 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 vân. Có khoảng 27 cái tín hiệu đầu vào như vậy, và kiểm soát 200 lần trên giây để bạn luôn luôn có độ bám tốt nhất. Về thiết kế ngôn ngữ rồi vân vân, chúng ta nói quá nhiều rồi đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng sẽ xem nhanh. Đèn LED này, có tự động bật tắt này, có tự động lên xuống pha cốt này. Rất hay đúng không? Đấy. Quan trọng là mỗi khi chúng ta nhìn nhận một sản phẩm thì chúng ta sẽ phải xem rằng chiếc xe này được những cái công nghệ gì, trang bị tiện ích gì, thiết kế như thế nào, và rất rất quan trọng, mức giá bán là bao nhiêu ạ? Nếu như chiếc xe này 2 tỷ thì tôi nghĩ sẽ khó mà nói được cái điều gì. Nhưng bây giờ các bạn hãy xem mức giá của nó là bao nhiêu. 1.049.000.000 trong tháng 7. Thì nếu như đi những cái đường như thế này, bạn sẽ thấy những cái đá nó bắn, thì nó bắn vào đây ạ. Xin phép các bạn là không được dùng đá to quá đâu. Ok, mâm xe thì chúng ta cũng đã nhìn thấy nhiều rồi. Lốp Toyo mâm 18. Rồi, cản dưới thể thao, bô đôi thể thao, camera trong hệ thống camera 360. Rồi, tiện ích chưa? Rồi... chưa có đa cốp, mở cốp điện thôi ạ. Nhưng mà theo xu thế phát triển sản phẩm của Mazda, mình tin chắc rằng trong thế hệ tiếp theo còn rất nhiều công nghệ bất ngờ, trang bị tiện ích bất ngờ trên chính dòng CX-5 này. Với CX-5 thì xin thưa với quý vị và các bạn, chúng ta có thể gọi crossover cũng được, đúng ạ. Nhưng mà pha chất SUV cũng được với cái bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD này. Chưa hết nhé, lại có cái giá nóc đây này. Mình là mình cực thích luôn. Bất kỳ cái mẫu xe nào mà có cái giá nóc này là rất yêu. Ôi, trời đang rất nóng. Bước vào cái khoang xe có cái thiết kế sang trọng, điều hòa mát như thế này cũng cảm thấy là dễ chịu, thưa quý vị và các bạn. Thực sự là vậy. Và hệ thống loa 10 loa bầu, đúng không? Không gian của chúng ta đẹp này, mát này, thì phải có âm nhạc hay như thế thì mới là tuyệt vời, đúng không? Ghế lái, ghế phụ trên bản này điều khiển điện hết. Mà ghế lái lại còn nhớ hai vị trí. Về tiện ích không thiếu, thưa quý vị và các bạn. Những cái cơ bản kiểu như để nổ, như start stop thì đương nhiên rồi. Bạn có cả cái hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi bạn lùi xe trong bãi đỗ ấy. Cái này cũng rất quan trọng mà khi chúng ta vào những cái trung tâm siêu thị lớn mà có nhiều xe. Rồi bạn có cái màn hình HUD. Bạn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bạn có auto hold, bạn có phanh tay điện tử, bạn có chế độ lái normal, bạn có sport, bạn có rất nhiều thứ. Vâng, với Mazda nó là như vậy. Ok, tất nhiên là mình sẽ mong muốn rằng chiếc xe này nó sẽ phải có nhiều hơn như thế. Ví dụ như hộp số này phải nhiều cấp hơn này. Đấy. Ví dụ như thế chẳng hạn. Ví dụ như chạy ở tốc độ cao nó phải đầm như những chiếc xe siêu xe này. Đấy, mình muốn rất nhiều. Nhưng mà vẫn chốt lại một câu là giá. Ở hàng ghế sau thì cái không gian này mình cũng đã chia sẻ tương đối nhiều về cái dòng CX-5 rồi, đúng không ạ? Thiết kế thì vẫn vậy, da vẫn vậy, chỉ vẫn vậy. Điều hòa, có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, nhưng kể mà lại thêm vùng độc lập nữa này thì tuyệt vời, đúng không? Thành ba vùng độc lập. Mình đang đây là mình muốn mà. Nhưng mà mình muốn trong cái khoảng giá hơn 1 tỷ XX lại học sinh chứ không phải là phụ huynh nữa thì nhiều lắm. Với một chiếc xe kiểu như CX-5 thì bao giờ cũng vậy, với thiết kế đẹp, trang bị sang trọng, tiện nghi, thì đầu tiên là phải đô thị. Và đô thị thì quan trọng nhất là cái bán kính quay đầu và cái sự linh hoạt.
Đó, thì ở đây nhân tiện là cái đường đất, thì mình sẽ vẽ một cái vòng để các bạn hình dung được cái bán kính quay vòng của nó là 5,6 mét. Và lái thì trợ lực điện. Lái trợ lực điện. Đó, suy ra là cái việc mình đi rồi tiến lùi trong phố nó cũng rất tiện rồi. Nhưng mà đôi khi mình chui rúc lên những cái con đường kiểu như thế này, thậm chí quay đầu nhanh đi, cần gì phải chậm. Bây giờ làm cái quay đầu nhanh cho bụi mù lên xem nào. Đó. Đó. Đấy. Đấy. Và thậm chí là mình cũng có thể là đấy, cái sự linh hoạt của nó rất là hay. Đây để mình phải về mờ để mình kiểm soát cho nó hay. À, cái đi số này giống BMW ghê, tức là gạt xuống này. Đấy, kiểu hộp số sequin ấy. Đấy, phong cách của xe đua là giật xuống là lên số. Đã lên là phải rồ bang bang. Ai, mình rất hy vọng chiếc Mazda CX-5 thế hệ tương lai sẽ phải thể thao hơn nữa, cứng vững hơn nữa, đúng không ạ? Và khi đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những cú donut hay. Đấy, nó sướng. Đấy. Đấy, các bạn nên nhớ rằng cái hệ thống traction control nó sẽ kiểm soát và nó sẽ cắt ga nếu mà xe bị trượt. Đó, tức là nó giảm cái moment xoắn đi. Rồi. Thì mình sẽ tìm một cái điểm mình cảm nhận cái Sky Active All-Wheel Drive nhá. Rồi, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian, thông minh và hỗ trợ off-road. Tất nhiên với một chiếc xe kiểu như CX-5 này thì cái khoảng sáng gầm của xe cũng chỉ 210. Nhưng mà mình lại chơi cái chỗ đường mà các xe pick up hay chơi đi, để xem có thua kém thì không nhá. Nhưng mà để thấy rằng cái hệ thống Auto Hold này nó giúp bạn rất nhiều nhé. Kể như xe này có thêm hệ thống hỗ trợ đổ dốc nữa. Ui, thế thì là SUV quá nhỉ. Mà các bạn hãy nhìn xem mức giá chưa. Và nếu như cảm biến phát hiện phía trước cản nhiều thì sẽ có tín hiệu ngay. Mình không chắc là xuống được, thực sự là vậy, bởi vì nó sẽ vướng cái cản. Ok, bây giờ mình sẽ dừng ở đây đi. Mình sẽ xuống mình phỏng đoán. Rồi. Ai da. Mình sẽ xuống một chút nữa nhá. Nhưng khả năng là sẽ là chạm. Khả năng sẽ là chạm. Anh quay phim nhân tiện là xin an hộ cái nhá. Nếu mà cái cản mà có dấu hiệu bị chạm thì mình sẽ có cơ hội lùi. Ok, đấy. Mình sẽ chậm chậm bởi vì mình không muốn một cái cản nó bị xây xước gì cả. Đấy, có rất nhiều đường để đi. Nhưng quan trọng là mình trải nghiệm được cái hệ thống đây, ngay cả cái dây an toàn này, trong cái tình huống xe nó cảm nhận được này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, chúng ta phải rất nhẹ nhàng. Bởi vì xe đang đổ một góc. Đó. Mình sẽ hạ cái này xuống để giao tiếp với anh tài xế. Có qua được không? Đó, chạm cản. Mọi người nhìn ở phía trước cản nhá. Cam hiển thị này, cảm biến liên tục. Vậy thì mình sẽ lùi lại. Lùi lại. Trong trường hợp đối với những cái xe một cầu thì lùi lại tình huống này cũng hơi căng, bởi vì cái dốc này hơi bị dốc luôn. Đó, có kết nối điện thoại, mình xin phép ngắt để tiếp tục trò chuyện với quý vị và các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lùi lại. Ok, Auto Hold giữ này. Auto Hold giữ này. Và đề pa lùi lên không hỏng mất cái cản. Ôi, quá nhẹ nhàng. Đây nhá, các bạn sẽ cảm nhận này. Cái việc phân bổ lực giữa cầu trước và cầu sau nó rất rõ. Ví dụ như cái bánh phía trước nó vừa bị trượt thì nó sẽ truyền lực ra cầu sau. Và nên nhớ rằng
không bao giờ sợ trong tình huống này, bởi vì đã có auto hold. Bạn nhả ra, đạp lên tiếp ạ. Đề pa lên. Đó, cảm nhận rất rõ. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Xịch xịch, xịch xịch, xịch xịch. Rất dễ dàng, rất yên tâm, rất an toàn, rất sướng. Traction Control cũng như cái hệ thống điều khiển cái dẫn động bốn bánh toàn thời gian, nó sẽ thay đổi cái tỷ lệ chuẩn lực giữa cầu trước và cầu sau liên tục để nó tối ưu. Đó, thậm chí bạn đây nhá, đường này. Đó. Đấy. Cũng không phải giảm ga quá nhiều đâu. Đấy. Đấy lại có cảm giác lại thích thú đây, chạy bạn nhìn này. Đó, mà nhìn những cái vệt bụi thì bạn sẽ thấy rằng đấy, chuyển thăng bờ. Kể mà có lấy chuẩn số đây đá thì yêu cực luôn đấy. Đấy. Ô. Ô. chạy đường xấu hay đấy. Đấy các bạn thấy đấy. Đấy. Trượt cái thì nó đã phanh rồi. Và quan trọng là cái tỷ lệ phân bổ lực giữa cầu trước cầu sau, nó khiến mình là không kiểm soát cái hiện tượng văng đầu và văng đuôi rất là tốt. Tức là cái xử lý ở cái tốc độ cao trên những cái đường như thế này này, tốt. Đó, ngay cả khi mình chuyển trọng tâm, mình chuyển trọng tâm cái xử lý cái thân xe nó cũng tốt hơn. Bản hai cầu này chạy hay mà. Đấy, các bạn sẽ thấy đấy. Bình thường mình chỉ hay chạy những chiếc SUV hay là những chiếc xe gầm cao ở đấy thôi. Đó. Đó. Rồi. Đây. Đây, chuyển trọng tâm này. Đó, các bạn sẽ thấy không? Đó. Nếu mà tắt hết traction control mà lại chuyển hết lực ra cầu, thông minh hơn nữa mà chuyển biết mình muốn donut ấy, thì chuyển hết lực ra cầu sau thì có phải tuyệt vời không nhỉ? Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng Porsche cũng không làm được cái điều đấy đâu ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn có thấy mình giống như thực hiện một cái điệp vụ vừa xong không ạ? Và một cái điệp vụ với một chiếc xe crossover dành cho đô thị nhưng lại được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng những cái công nghệ an toàn hàng đầu như iActive Sense. Và thưa quý vị và các bạn, có những thứ nó còn hàng đầu hơn nữa, là đối với những cái dòng xe kiểu như của Mazda thường xuyên là có những cái ưu đãi chính sách về giá khủng khiếp nhất. Và như các bạn đã thấy đấy, có thể giảm 70, 80, 100 và tới 120 triệu cho một mẫu xe đẹp như thế này, công nghệ như thế này. Thưa bạn, quyết định cuối cùng thuộc về bạn.